Hello, xin chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Dự báo Thời tiết VTV. Hôm nay thì Xuân Anh sẽ lại là người đồng hành cùng các bạn. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong khoảng tầm từ 5 cho đến 15 phút nữa để có thể tương tác và trao đổi với nhau về những thông tin thời tiết nhé. Và hy vọng rằng là tối ngày hôm nay khi mà các bạn ra ngoài vui chơi vào đêm Giáng sinh thì thời tiết cũng sẽ rất ủng hộ cho các bạn. Và hy vọng là các bạn sẽ có được những kế hoạch thật là hợp lý. Và để có được những cái kế hoạch hợp lý nhất thì có lẽ là chúng ta rất cần phải xem là tình hình thời tiết sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin chào Linh Lâm, Vũ Duy Hải, Lê Đức Bá, Nguyễn Thiên, xin chào Vũ Phương Nam, xin chào Phượng Hoàng, Kiên Nguyễn, Dương Tính, Nam Phương Vũ, Mai Nhất Dương, Trang Nguyễn, Bằng Nguyễn, xin chào. Rất cảm ơn các bạn vì là vào giờ phút này vẫn vào tương tác với cả Xuân Anh, và hy vọng rằng là chỉ trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta tương tác với nhau xong thì các bạn sẽ có được những kế hoạch thật là phù hợp để có thể ra ngoài vui chơi trong tối ngày hôm nay, hay là lựa chọn ở nhà để có thể vui vầy với cả gia đình và bạn bè của mình. Xin chào Bùi Hồng Quân, Bùi Nhậm, Trần Văn Hiệu. Chúc bạn bạn Ngọc cũng có một Giáng sinh thật là an lành và vui vẻ nhá. Xin chào anh Chiến, Lê Đôn, Phương Anh. Vâng, các bạn khán giả thân mến, thời tiết thì có lẽ rằng là trong những cái dịp mà có lễ Tết như thế này thì được mọi người rất là quan tâm, đúng không ạ? Và trong ngày hôm nay thì theo dự báo, nhiệt độ về đêm thì chúng ta sẽ có một cái rét, tuy nhiên thì là rét vừa phải thôi, không quá buốt. Có lẽ bởi vậy mà khi mà những cái kế hoạch vui chơi ở ngoài trời của các bạn vào tối ngày hôm nay thì có lẽ là sẽ rất là thuận lợi, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc và miền Nam, bởi vì là dự báo rằng là sẽ ít có khả năng mưa. Còn ở khu vực Trung Bộ thì dự báo là một vài nơi sẽ có thể có mưa nhỏ. Tuy nhiên thì mưa không đáng kể, nó sẽ rất nhanh thôi. Và nếu như mà có kế hoạch ra ngoài thì có lẽ là cứ mang theo ô các bạn khán giả miền Trung nhé. Vâng, xin cảm ơn khán giả Minh Hương. Cũng chúc khán giả Minh Hương cũng như các bạn khán giả khác một Giáng sinh thật là an lành và vui vẻ nhé. Xin chào Tấn Quảng, Phú Đỗ Văn. Xin chào Cao Kim Chi. Các bạn khán giả thân mến, là ở khu vực Bắc Bộ thì đêm ngày hôm nay trời rét vừa phải. Nhiệt độ của thủ đô Hà Nội và các nơi khác nữa sẽ trong khoảng từ 16 đến 17 độ. Và như vậy thì đêm ngày hôm nay mức nhiệt 16 17 độ, trời thì khô ráo này. Có lẽ là cái rét này là một cái rét khá là vừa phải để cho chúng ta có thể ra ngoài và quây quần với nhau và có thể là cùng nhau chia sẻ một mùa Giáng sinh thật là an lành và cầu chúc hạnh phúc. Ở ngoài đường thì có lẽ là mọi người sẽ đổ ra đường khá là đông. Bởi vậy mà tiết trời mà 16 17 độ thì có lẽ là cũng sẽ không làm cho chúng ta ngại ngùng, đúng không ạ? Bởi vì là cảm giác ở đường đông thì không khí nó cũng ấm hơn. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên chú ý sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp, và khi mà tham gia giao thông thì chúng ta cũng cố gắng giữ bình tĩnh nhá. Có lẽ là chúng ta tắc đường một chút thế nhưng mà thôi thì cố gắng đợi, vì ngày hôm nay thì ai cũng muốn ra đường chơi cả, thì đường đông là chuyện khó tránh thôi. Xin chào Vũ Thành Nam. Em yêu chị. Mặc dù chị cũng chưa biết em là ai nhưng mà cũng rất cảm ơn cái tình cảm của em. Mai Thiết, chúc biên tập viên Giáng sinh vui vẻ, an lành, ấm áp. Cảm ơn bạn, và cũng chúc bạn và gia đình sẽ có một mùa Giáng sinh thật là tuyệt vời nhé. Xin cảm ơn Trương Nghĩa. Thời tiết Lạng Sơn như thế nào, đúng không ạ? Bạn khán giả thân mến, ở đêm nay thì ở Lạng Sơn khá là rét đấy, và mức nhiệt thì khá thấp, chỉ khoảng là 10, 10, 13, 14 độ thôi. Các bạn khán giả ơi, ở khu vực miền Trung ở đây thì không biết có nhiều bạn khán giả miền Trung đang theo dõi livestream không. Ở miền Trung thì đêm nay chủ đạo sẽ là tạnh ráo và đôi chỗ sẽ có mưa nhỏ. Thì cái việc vui chơi Giáng sinh ở ngoài trời như Xuân Anh có chia sẻ thì tốt nhất là chúng ta cứ mang theo ô, hoặc thì nó cũng là an toàn nhất thôi, còn phòng trừ thôi, chứ còn mưa thì sẽ không quá lớn đâu. Ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì trời rét với mức nhiệt là 17 đến 18 độ. Còn từ Quảng Bình đến Bình Thuận và Tây Nguyên nữa thì mức nhiệt phổ biến là từ 19 cho đến 24 độ, thì trời cũng khá là lạnh. Nam Bộ thì đêm nay không mưa và trời thì rất là mát. Mức nhiệt thì không nơi nào vượt quá 24 độ nhá. Và sang đến ngày mai thì ở Nam Bộ sẽ là nơi mà có thời tiết thay đổi rõ nét nhất, khi mà những cơn mưa trái mùa ở đây sẽ giảm hẳn các bạn ạ. Cái mũ này nó cứ tụt tụt xuống. Các bạn thấy không, hôm nay thì để phù hợp cho không khí Giáng sinh thì Xuân Anh cũng đã mặc một bộ đồ Noel để trông thật là giống, không biết là có được gọi là công chúa Noel không, công chúa tuyết không đây, hay là thành bà chúa tuyết rồi.
Nhiều bạn khán giả vào chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc quá. Chúc tất cả các bạn khán giả của Dự báo Thời tiết VTV sẽ có một mùa Giáng sinh thật là tuyệt vời bên gia đình và bạn bè của mình nhé. Cảm ơn tất cả những lời chúc của các bạn dành cho Xuân Anh cũng như là những người làm truyền hình ở đây. Thông tin thời tiết tại Điện Biên Phủ ạ, khán giả Nguyễn Đình Lý. Ở Điện Biên Phủ thì dự báo là ngày mai thì trời vẫn có những lúc hửng nắng, và Điện Biên Phủ cũng là một trong những nơi mà sẽ có nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực miền Bắc, khoảng là 25 độ. Nguyễn Thái ở Hải Phòng, Hải Phòng ngày mai mức nhiệt cao nhất là khoảng 21 độ bạn nha. Trời thì có nắng nhẹ thôi, còn chủ yếu trong ngày vẫn là nhiều mây. Các bạn khán giả có muốn hỏi thời tiết đêm nay không nhỉ? Sao cũng không có mấy ai hỏi đêm nay như thế nào vậy? Hay là có lẽ là các bạn dù là nắng hay dù là tạnh ráo hay là dù là mưa thì các bạn cũng vẫn ra ngoài để vui chơi dịp Noel đúng không ạ? Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Trịnh ạ. Tuyên Quang bạn ơi, Giáng sinh vui vẻ nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cũng chúc bạn một mùa Giáng sinh tuyệt vời. Tuyên Quang dự báo là trong đêm ngày hôm nay trời tạnh ráo, sang ngày mai thì cũng khá là nhiều mây và buổi trưa thì có đôi lúc hửng nắng. Bạn Xuân Bế, Thảo Nguyễn, Thủy Nô, Park Asel, Lương Quỳnh Trang, Ninh Bình đi ạ. Ninh Bình thì dự báo ngày mai trời cũng sẽ nhiều mây và đôi chút có nắng trong ngày nhá. Về nhiệt độ thì cao nhất sẽ là khoảng 22 độ. Và hôm nay thì có nhiều khá là nhiều bạn khán giả khen là Xuân Anh xinh quá. Cảm ơn các bạn. Vì đây là một bộ đồ Noel khá là xinh đúng không ạ? Hòa chung không khí với các bạn thì ngày hôm nay Xuân Anh cũng đã chuẩn bị một bộ đồ Noel để có thể ra thêm phần không khí. Xin cảm ơn bạn Hà Vũ, Giáng sinh rực rỡ. Xin chào Hoàng Kim, xin chào Quân. Vâng, các bạn khán giả thân mến, là hôm nay rất nhiều người để ý là Xuân Anh có mặc bộ đồ Noel đúng không ạ? Tất nhiên là không phải là ai cũng có thể đầu tư cho bản tin livestream của mình như thế. Và Xuân Anh rất là vui vì ngày hôm nay lại đúng là ngày mà Xuân Anh làm livestream. Rất thích khi mà được làm những cái được hóa trang như thế này các bạn ạ. Phổ Mẫn ạ. Phổ Mẫn hỏi thời tiết tại Thanh Hóa. Thanh Hóa thì dự báo là ngày mai trời sẽ có nắng nhá. Nhiệt độ thì cao nhất là 23 độ. Thanh Tú ở Hòa Bình ngày mai còn rét không? Có bạn ạ, vẫn rét thôi. Trời thì nhiều mây, nhiệt độ cao nhất là khoảng 22 độ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Trần Hùng hỏi bà già Noel tặng quà gì đó. Ngày hôm nay thì Xuân Anh sẽ chỉ có thể tặng các bạn những cái thông tin dự báo thời tiết mà Xuân Anh đang có ở đây, càng chi tiết càng tốt thôi. Chứ còn cũng không có quà gì để có thể gửi tới tất cả các bạn được nữa, vì đó cũng chính là những cái gì mà Xuân Anh làm hàng ngày và đó cũng là tình cảm của Xuân Anh muốn gửi tới tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ có được một lịch trình thật là thuận lợi, vui chơi Giáng sinh an lành và tuyệt vời, được sự ủng hộ của thời tiết. Thảo Nguyễn hỏi thời tiết Quảng Nam thế nào, dự báo là trong đêm nay thì cũng có một chút mưa thôi, mưa nhỏ không đáng ngại đâu. Và nếu như mà có kế hoạch vui chơi ở ngoài trời thì các bạn cũng có thể thoải mái ạ. Nhưng mà đừng quên mang theo ô nhá. Các bạn ơi, ngày hôm nay đi chơi thì đi chơi thật là nhiều, nhưng mà đừng quên là thả tim cũng như là chia sẻ video livestream nha, để ủng hộ cho Xuân Anh khi mà không được đi chơi và đang phải ở đây để livestream với cả các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ có sự ủng hộ và động viên đối với Xuân Anh bằng cách là chia sẻ video livestream nha. Xin chào Nguyễn Đông. Hưng Yên chủ nhật thì như thế nào? Ngày chủ nhật thì dự báo ở Hưng Yên cũng theo như dự báo hiện tại thì vẫn là tạnh giáo. Trần Đức Quang ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk thì dự báo là sáng ngày mai vẫn sẽ có nắng, đến trưa chiều thì một số nơi sẽ có mưa nhưng mà mưa không đáng kể đâu ạ. Nhiệt độ cao nhất thì là khoảng 26 độ. Wow, Hoàng Kim ở Đà Nẵng ngày mai đến tận Tết Dương. Ở Đà Nẵng thì theo dự báo là ngày mai mức nhiệt cao nhất sẽ là khoảng tầm 25 độ và khả năng là trong ngày vẫn sẽ có mưa nha bạn nha. Còn trong những ngày sắp tới thì dự báo như thế nó hơi xa và hôm nay cũng hơi khó để có thể dự báo chuẩn được. Thì hy vọng là các bạn sẽ còn tiếp tục theo dõi các bản tin livestream sau cũng như là các bản tin dự báo thời tiết hàng ngày để có thể check được những cái thông tin cập nhật nhất nhá. Tuấn Hằng hỏi Huế thì sao? Huế ngày mai có mưa và cũng sẽ có thể khá là lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Huế là khoảng 21 độ. Rét thì đúng hơn. Trần Trung Kiên buồn quá hỏi Nghệ An 5 lần rồi chưa thấy trả lời. Bây giờ Xuân Anh mới đọc được comment của bạn. Bạn Trung Kiên thân mến, ở Nghệ An thì dự báo là ngày mai sẽ là một ngày tạnh giáo. Trời thì nhiều mây và nếu như có chăng thì hửng nắng yếu thôi chứ không nắng nhiều. Về nhiệt độ thì cao nhất ở Vinh sẽ là khoảng 21 độ.
Xin chào Kiều Sơn. Xin chào Trung Đinh Thanh, Phạm Hữu Lược. Quảng Bình thì sao? À, Trần Văn Trà, Quảng Bình sao Noel? Tự ý là kiểu trong đêm Noel thì Quảng Bình thì sao đúng không ạ? Trong đêm Noel thì Quảng Bình khả năng là cũng có thể có mưa nhỏ ạ. Tuấn Hằng hỏi Huế, Huế thì dự báo là có mưa nhỏ trong đêm nay và cả ngày mai nữa. Bạn Quang hỏi Hải Phòng sang tuần có rét không? Có, bạn đã từ giờ cho đến sang tuần thì Hải Phòng vẫn rét. Ở ngay ngày mai thì mức nhiệt tại Hải Phòng sẽ khoảng là 21 độ. Hướng Đào hỏi ngày mai Hải Dương thế nào? Ngày mai Hải Dương cũng vẫn rét bạn nhé, trời thì tạnh ráo, mức nhiệt cao nhất là khoảng 22 độ. Trần Ngân xin chào. Lương Công Thuận cũng chúc bạn một mùa Giáng sinh thật là tuyệt vời nhé. Các bạn khán giả thân mến, là từ nãy đến giờ thì Xuân Anh không đọc được câu hỏi nào mới và có lẽ rằng là với những cái thông tin thời tiết chung mà Xuân Anh vừa chia sẻ thì có lẽ cũng đã đủ để cho các bạn có thể lên kế hoạch cho mình trong dịp Noel này, là tối ngày hôm nay thì nên có nên ra ngoài hay không, mà sang ngày mai thì như thế nào. Hy vọng là các bạn sẽ còn tiếp tục ủng hộ cho bản tin livestream, hãy vào theo dõi và tương tác cho các bản tin livestream lần sau nữa nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn sẽ có một buổi tối vui chơi Noel thật là tuyệt vời nha. Bye bye.